chia sẻ tất cả các bác vườn quất dâm. Cây cao khoảng trên 1 mét rồi, rất là đẹp luôn. Rồi. À, vườn này có số lượng cây cũng rất là lớn luôn. Giá cây quất dâm đẹp, giá nó năm nay cũng công khai ra luôn. Là giá như cây như thế này, các bác xem. Cây như thế này là có giá từ 35 cho đến 40 nghìn nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì điện vào số điện thoại cho cô. Số điện thoại ấy, là em ghim trên tiêu đề. Vì số có quất ấy, năm nay là em đi mua cây dâm em mua cũng mua được ít rồi. Còn một số vườn này vẫn còn thì đang giúp nốt cô. Ui cây này cao to cao quá này các bác này. Đây là cây quất dâm năm nay, cành chiết năm nay nhá, không phải là cây từ gốc từ năm ngoái, đều là gốc tơ. Đấy. Riêng nói về cây quất này mà các bác mà bảo là cây vẫn kém hoặc là giá hơi cao thì các bác xem xét lại. Vì thực tế là với cái giá em đưa ra là như bà chủ thì em như em thì em mua của vườn khác rồi. Nhưng mà về đến đây lại gặp mà vườn này cũng là đẹp. Thì đẹp thì cơ bản là đang bán giúp cho cô thôi. Đấy. Cái giá em cũng không chốt hẳn được, nhưng mà cô đưa ra giá là từ 35.000 đến 40.000. Còn bác nào về cái giá ba được 30.000 hay là mua 40.000 đấy là việc của các bác. Còn em chỉ đăng giá cho bác tham khảo thôi, chứ còn bây giờ em bảo thẳng luôn là cây này là giá 37-38, đến lúc các bác lại bảo là về mua được 35 hay là gọi điện đến bảo 40 nó khó. Thành ra là từ 35 đến 40.000 là chuẩn giá quất dâm từ cành chiết. Đấy, không phải không có cây nuôi lại. Có nhiều bác lại hỏi là nhìn cây to cao này là cây nuôi lại từ năm ngoái thì nó khó, lại cây bảo là cây bệnh nuôi lại. Thời tiết bây giờ đang là tháng 11, năm nay tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm nay rét rất là đậm. Thành ra là nếu mà cây quất mà xấu bị bệnh phát là sẽ bị đỏ ngọn. Như các bác biết, các bác nào làm quất ấy, chỉ cần là nhìn qua cái ngọn quất này thôi là biết cây quất này là tỷ lệ nó đẹp. Gần như là 95% rồi, em chưa nhìn thấy cây nào bị tụt ngọn, bị bệnh. Đấy các bác xem. Đấy thực tế nhá, nếu mà quay nhà nhá, các bác làm quất chỉ cần nhìn qua cái ngọn quất thôi. Nếu mà quất mà về tầm tháng 10, tháng 11 này chỉ cần nhìn qua thôi, cây nào bị đỏ ngọn, bệnh cái nào biết. Đấy. Cây rất là đẹp. Cây này bây giờ đang là tháng 11 mà sang đến tầm ăn Tết xong cây này phải lên được 2 lớp độc nữa. Có nghĩa là già lớp độc này mà còn thêm một lớp độc nữa. Cây này nó cao khoảng tầm bằng mặt em. Có nghĩa là cây này hiện tại bây giờ đối với những cây như thế này là cao khoảng tầm trên 1 mét rồi. Còn đối với những cây mà nảy ra được như thế này, cây này bây giờ đang cao khoảng tầm là 1m50-55 đi. Đấy. Vì em cũng là cao đấy. Em chiều cao của em có, thành ra em quay ở trên ngọn. Chứ bây giờ em để máy quay mà thấp xuống tầm này thì các bác chỉ cần nhìn như này nó đã biết là cây quất cao rồi này. Đấy. Giá cả thì em cũng công khai ra cho các bác làm quất để tìm nó dễ thôi. Đến lúc các bác cứ hỏi là em ơi năm nay có ruộng quất nào không, em sẽ quay thêm vài vườn quất dâm nữa để cho các bác khỏi phải mất công đi. Các bác gọi điện đến. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.